Em Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Chứng Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc mọi người có một buổi tối, hôm nay là buổi tối thứ ngày thứ thứ ba mọi người nhé. Tối thứ ba. Mai em lên một clip và chia sẻ mọi người một số cái sản phẩm một đồ gỗ mới. Rất tuyệt vời mọi người ạ. Mời mọi người ngắm. Mời anh em ngắm một cái sản phẩm đầu tiên trong những cái sản phẩm mà có thể nói là bây giờ là cái này gần như hiếm lắm rồi, không còn mọi người nhá. Bức này cao 1 mét, một trong những cái sản phẩm mà em rất là thích. Cái này thì nên chia sẻ mọi người thôi, chia sẻ cho mọi người để mọi người ngắm thôi, chứ còn bức này thực ra là nó cũng đã có chủ nhân rồi, và bức này là thực ra là cũng không phải là gỗ của em Minh mọi người ạ. Chia sẻ mọi người để mọi người ngắm thôi. Một trong những cái sản phẩm mà bây giờ có lẽ là những cục phô mun sừng cánh ngoài, những cục phô mà bây giờ thuộc dạng kiểu là gần bây giờ nó là kiểu là hiếm kinh điển, dùng một từ là hiếm kinh điển, và thật sự là cái giá thành của những bức này mà khi hoàn thiện lên trên thị trường anh em bán giá kinh lắm. Những hàng này nếu mà gặp khách anh em qua toàn mấy chục triệu, toàn 40, 50, 60 triệu những bức như này. Mà chưa chắc là nó đã chuẩn chỉ như bức này đâu mọi người. Đây là một trong những cục phô mà em Minh cực kỳ là thích, và nó nghe đây là những cục phô của người là hiếm hiếm dã man luôn mọi người, nên chia sẻ để anh em thưởng lại một trong những cái sản phẩm mà chất lượng, nói chung hàng chất lượng. Đây là một cục phô mun sừng cánh hoa rất là to, và đi em sẽ quay cho mọi người cái vân xanh của nó, xanh ngắt ngắt đẹp lắm, cao 1 mét đây anh em ạ. Những bức này trên thị trường nếu ở chỗ nào bán rẻ nhất, chia sẻ mọi người nó là rẻ nhất, bức này cũng phải rơi vào tầm khoảng nhà nào rẻ nhất cũng phải, chia sẻ với anh em trên thị trường bán rẻ nhất bức này cũng phải dầm rơi vào tầm khoảng trên dưới 20 triệu, trên dưới 20 triệu bức như này, bởi vì kiếm được cục phô này nó giá kinh lắm, 300-400 nghìn một cân phôi. Và cái cục này bây giờ em hoàn thiện rồi em cân không hôm loại cái lúc mà lúc thợ quay quật nên em cân là hình như là 29 cân, không biết bây giờ nó có hao hụt đi không, nhưng mà lúc cân là lúc thợ quay quật là cân 29 cân, cân thử là 29 cân, khủng khiếp dã man, thật sự là dã man. Có lẽ đây là một trong những cái sản phẩm mà anh em bây giờ không còn nữa. Còn nhưng mà nó rất là hiếm và giá rất là cao. Hiếm và cái giá nó rất là cao, nhưng mà nhiều khi là, nhưng mà thực sự là những cái hàng mà người chơi thì nó sẽ có giá, không có giá thì người ta cũng có giá mang. Nhưng mà nó nói là cái cục phôi này kinh thật, cao 1 mét, bức này chia sẻ. Em lại quay cho anh em ngắm cái chất phôi nó sạch lắm, gỗ sạch lắm, bởi vì cái hàng này nó không có bị vá víu ấy. Chứ còn mun sừng anh em biết đấy, câu chuyện mun sừng nó rất là khó lắm, rất là khó lắm, xanh rất là nhiều, à thì thật sự làm rất là kỹ. Anh em nhìn này, làm kỹ mà anh em nhìn cái vân xanh này, xanh hết mà, rất là nhiều vân xanh này, em có nhìn thấy không? Thực ra cái mun này, bức này là mới làm đấy ạ, mới hoàn thiện xong ngày hôm qua, thì anh em còn nhìn thấy cái xanh này nhá, nhưng mà về mọi người chỉ chơi tầm 5 hôm đến 1 tuần đến 5 hôm 1 tháng rồi nó đen hết, đen hết, mọi người không nhìn thấy vân nữa đâu, mà phải xoay thật là kỹ mới ra mới nhìn thấy được, còn nếu mà nhìn qua thì không thấy. Nó nhanh đen lắm, nhưng cái mun sừng này về một thời gian tầm khoảng 5-10 ngày thôi là đã thấy nó xuống, nó xuống gần như là chúng ta không nhìn thấy vân. Cái rác này là tự nhiên của gỗ mọi người nhé, đây đây, cái rác tự nhiên theo cái này này, cái này hạ bên trong rồi thì sẽ hết rác, cái chỗ này nó còn rác này, đấy, còn rác nó theo cái mi này, đấy. Cái bức này đây là những cái phần này đều là điền hết, của gỗ to đều là điền hết, đấy. Anh em nhìn này, đấy. Làm nó gỗ nó luột nên là làm nó sẽ rất là tuyệt vời luôn. Đây em quay
cho mọi người xem cái bệ gốc, mọi người nhìn cái bệ gốc này khủng khiếp chưa, khủng khiếp chưa. Thật sự là ai đam mê thì dùng một từ thôi, ai đam mê rồi thì khó cưỡng lại, khó cưỡng là những cái sản phẩm như này. Nếu mà mua được một bộ như này mà đục được bao tam đa thì thôi rồi, ôi rồi, hàng gọi là sự là dùng một từ thôi là kinh điển, và của nó gần như là của để dành, của để dành, của để dành cho mọi người, của để dành luôn. Đấy, xước một chút cái gì nó vào, xước một chút đấy, mai sẽ xóa lại. Anh em nhìn cái vân nó xanh nè, đây là mới làm xong đấy, thì mọi người sẽ thấy là cái vân nó sạch, cái dây tiền này nó chắc, mọi người cái dây tiền này nó chắc, cái tiền này nó chắc. Mới làm xong thì chúng ta nhìn nó còn thấy nó xanh, khá là xanh, nhưng mà khi anh em chưa có thời gian mà một xuống màu thì gần như là chúng ta sẽ không nhìn thấy cái này. Đây là cũng là mọi người thấy. Ngoài bìa là ra hết này, ra hết, nó nhiều rác lắm, mà lọc khổ mọi người ạ, nó khổ lắm. Nó khổ lắm, nó rất là khổ, nó ra được, nó lõi nhiều như thế đấy. Không, ok, chia sẻ mọi người một bức thật sự là anh em đam mê thì ngắm. Những hàng cái này thì đều là những cái bức cục gỗ mà người ta cũng sưu tầm từ rất là lâu rồi, rất là lâu rồi. Chứ còn hàng những bức cục gỗ này bây giờ hiếm, có trên thị trường nó vẫn có, nhưng mà với cái giá thành mà người dùng là bây giờ em nói ví dụ mọi người như này, bây giờ cục này hoàn thiện rồi nó cũng còn 30 cân mà cắt đi hàng mét là nhè luôn. Phôi cục này, cục gỗ này phôi nó chính xác nó là 72 cân, 72 cân phôi mà cắt đi vì gỗ mun nó rất là nặng, 72 cân mà anh em mới biết. Những cục phôi VIP như này trên thị trường bán toàn 300.000 một cân, 300.000 mà nhiều cục gỗ thì anh em cứ tính hộ em. Nếu mà mua cái gỗ 300.000 hiện tại bây giờ thì riêng tiền gỗ bước lại là 21 triệu, riêng tiền gỗ là 21 triệu mọi người, chưa nói tiền công đục đấy. Nếu mà nhân với cái giá phôi bây giờ của một cái cục phôi VIP như này, một cái giá phôi bây giờ những cục này đều 300.000 một cân thì anh em cứ nhân lên 7321 đã 21 triệu tiền công, là 21 triệu tiền gỗ, chưa nói tiền công đục kỹ. Đây là cái gỗ này từ ngày xưa là cái giá phôi nó cũng rất là hợp lý, và bây giờ bọn em mua phôi thì cũng khó gặp được những cục này lắm, bởi vì cái người mà người ta buôn phôi, mà người chung dùng một từ là những người buôn phôi và những người đầu gọi là những người đầu lậu có phôi như này, thường thường họ sẽ lọc lại những cục phôi như thế này, lọc lại, người ta dùng gọi lọc lại và sẽ bán lẻ để được cái giá hợp, nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với việc là đổ buôn cho những người làm nghề như em, thì mình mua số lượng nhiều thì cái giá nó sẽ rẻ. Còn những cục VIP như này thì đều là người ta đều lọc lại và người ta bán cái giá toàn 300 gì ạ, thì 270, 280, 250, không thì 300, thậm chí là gặp khách có thể chém được 400. Đấy, kinh khủng luôn. Các bạn lạ lắm mọi người ạ. Không nhẹ thế nào. Nhưng mà cục phôi này đúng là có gỗ mà đục được 3 ông tam đa, một bộ thọ này, một cụ lộc và một cụ phúc nữa. Đục bộ cụ phúc lộc thọ này nữa thì thôi rồi, thôi 7 tỷ. Cũng là chất ngất chuyển mình. Anh em có thể tham khảo trên thị trường những cái bức bé tí nó chỉ bằng hoàn thiện rồi, nó chỉ bằng 1/3 bức này, người ta bán toàn 20 triệu, và 1/3 bức này toàn 20 triệu, có những bức bé tí bán 30 triệu. Những bức này khủng khiếp luôn, đây đấy mọi người ngắm thôi nhá. Hàng này thì đúng là kinh khủng. Chết ngất trời mây. Ok, em tiếp gặp một khác nha mọi người nha. Ok, xin chia sẻ giới thiệu mọi người cái tác phẩm hộ. Em phải dùng một từ cho cái tác phẩm hộ này, là chúng ta phải dùng một từ đó là kinh điển. Kinh điển mọi người nhé. Anh em nào mà chưa săn được hộ thì mời anh em, một trong những cái sản phẩm mà dùng một từ đó là kinh điển và chất vân các bạn ạ, xuất sắc luôn. Và bệ gỗ của cục gỗ này thì rất là to mọi người nhé, cục gỗ này không hề nhỏ một chút nào,
nếu không dùng một từ là rất là to, rất là to. Anh em ngắm đi, em lấy cái rẻ lau qua rồi em hơi bụi. À này, chia sẻ mọi người bây giờ đây nó toàn là những cục phôi gốc hương, nó toàn bộ là những cục phôi gốc hương, và chỉ có những cục phôi gốc thì nó mới có được những cái chất vân mà cho mọi người chơi như thế này thôi. Nhưng anh em nào đam mê thì anh em nên sưu tầm những hàng như thế này, và cái giá thì nó em làm giá rất là hợp lý cho mọi người chơi, nó không cao một chút nào cả, anh em hình dung chưa, nó không cao một chút nào. Chỉ còn nếu những anh em nào nhìn những cục phôi này mà đi vào cái tiếng gọi là tiếng kết đi, thì người ta có thể bán cho mọi người cái giá có thể lên đến tầm khoảng, có thể rẻ có thể là 4 triệu 5 triệu là bình thường nếu anh em nhìn mà đi vào tiếng kết. Nhưng mà đây là giá này em bán theo cái giá sản xuất chung. Và những cục phôi này thì thật sự mọi người em mua gỗ nhiều và mình gặp thôi, xong rồi mình bán thì tất nhiên là những cục phôi này em sẽ bán, sẽ nhỉnh giá hơn những cục phôi bình thường một chút, chứ không thể những cục như này mà mình có thể bán cái giá bình thường được. Đấy là chia sẻ thật với mọi người, nhưng mà em chỉ lấy nhỉnh thêm mọi người, thật sự thêm mọi người tầm khoảng 200.000 thôi. Đấy, thêm 200.000 thôi, chứ còn cũng không phải là lấy cái giá trên giờ, không phải đang từ 3 triệu lên phát 4 triệu, có thể vẫn bán được nhưng mà mình không bán cái đó, trên cái phương châm hợp lý thôi anh em ạ. Mà anh em nên chơi sự luôn, cục gỗ này nên sưu tập, giữ lại bảo tồn lại những cái dòng gỗ hương của mình dài 60, cục này rất là dày gỗ mọi người nhé, anh em nhìn em cái độ dày dài 60, nhưng mà cục phôi này rất là dày, cực kỳ to phôi nhé mọi người nhé, không phải nhỏ phôi, đục liền khối. Nhiều nơi ấy, nhiều có những cục gỗ rộng 33, dài 60, rộng 33 và cao là 39. Nhiều nơi ấy, khi mọi người mua hàng ấy và người ta có những cái cục gỗ đẹp mà VIP như này thì người ta sẽ bán lẻ, bán riêng, và người ta sẽ giới thiệu cho những bác khách nào mà gọi là khách VIP, và để mà bán được cái giá cao mà người ta sẽ giới thiệu những anh khách VIP và bán được giá cao, chứ người ta sẽ không quay một cách phổ thông như này. Quay phổ thông này thì mình cũng sẽ không thể báo được cái giá cao ấy. Giá cao thì sẽ khó tiếp cận được khách hàng. Nhưng em Minh thì không bao giờ có khái niệm là mọi người, nếu mà các bác biết em ấy hoặc khách nào khách quen ấy, trừ những anh em nào mà dặn hàng, dặn là làm cho anh món này món này món này và có những hàng như này như này thì báo anh, thì em mới báo như còn bình thường. Thực sự mọi người em không bao giờ có khái niệm mà cứ cầm những cái cục hàng đẹp hoặc chụp ảnh không đi gửi không là chào khách, chào các bác người nọ người kia, không là giới thiệu à uông. Thực sự là em không có khái niệm như thế, nếu không phải là mình kêu, mà em không có thời gian làm những cái việc đó, mà em chỉ thích là về đây quay trực tiếp mà cho anh em ngắm, anh em nào cảm thấy yêu là múc luôn. Đấy, mình bận là không có thời gian làm việc đó, và cái tính cách em Minh là cũng không có kiểu, mình không phải là người gọi là biết lịnh ấy, em không biết lịnh đâu, thật sự em không biết lịnh mà có như nào là thế thôi. Rất là nhiều anh em trách móc bảo tại sao anh đặt hàng mày như thế mà lúc có hàng như thế mày lại không gọi anh, mày không gửi cho anh mà mày lại đưa mày bán, lúc ấy không mua được. Rất là nhiều anh em, nếu anh em nào biết thì biết rất là nhiều, nhưng mà thôi em không nhớ ở đâu, đầu óc kém lắm không nhớ được, và mình cũng không có thời gian quay phim chụp ảnh nhiều ấy. Anh em nhìn chất phôi này thì thật sự mọi người không biết nó gọi là cái thể loại gì, nhưng mà chắc hơn lưu khi nó còn kém xa cục phôi này mọi người nhé, lưu nó có khi là còn kém xa cục phôi này. Anh em phải nhìn tay, anh em ạ, nhìn quả này thì chốt luôn đi, đừng lăn tăn về giá, nó thật mọi người, đừng lăn tăn về giá, bởi vì giá không cao đâu, nó chỉ nhìn hơn những con bình thường một chút thôi. Anh em ạ, lúc này thì cục phôi bẹ quá to luôn này, nhìn bẹ, quả bẹ cũng có thuộc dạng ghê gớm đúng không? Anh em đừng lăn tăn về giá anh em ạ, gặp tỷ phang luôn cho em đi, sưu tập và lưu giữ lại những cục phôi hương này thôi. Vài năm nữa thôi, chỉ có anh em có thôi, chứ còn chả ông nào có những cục phôi như này to nhá. Anh em nhanh tay này, giá cho các tình yêu này 2999 mọi người nhá. Bình thường một con này em sẽ bán tầm 2.7, nhưng mà nó đẹp bên này thì phải lên 200 mọi người nhá. Với lại con này nó cũng quá nhiều gỗ này, anh em nhìn nó dày gỗ, bẻ nó dày này cơ mà không mỏng nữa đó. 2999 có một em thôi, một em duy nhất này là thuộc dạng gọi là khủng khiếp mọi người nhá. Anh em nào chơi được hổ thì múc, còn sợ hổ thì chúng ta chơi món khác. Ra hổ cũng phải không ai chơi được, đây là thật.
mọi người không phải chịu hổ đâu, nhiều bác cũng sợ hổ lắm, bản thân em mình cũng rất là sợ hổ cho thật, bản thân em cũng sợ hổ, em không dám chơi những tác phẩm hổ, mặc dù em là người tuổi hổ, em Minh là người tuổi hổ, Bính Dần là người tuổi hổ, nhưng mà thực ra em nhìn tác phẩm hổ em không dám bày trong nhà đâu, không sợ lắm. Đây là anh em nào là không sợ hổ thì chơi tuyệt vời luôn, kinh điển rồi. Những quả như này thì anh em nên bê về, thật sự luôn nên bê các bạn, nên bê không gặp nhiều đúng không, tình yêu luôn gặp là chúng ta phải múc ngay cho nóng, không để là nó sẽ trôi mất. Em nên chia sẻ và giới thiệu đến các tình yêu một cái sản phẩm này. Đây là một cái sản phẩm hàng mới. Bức này thì là mới vừa xong vào hôm qua. Anh em nhìn cái cục phô chắc này. Mọi người nhìn này. Cái đế nó to khủng khiếp mà đặc xịt 100%. Đây là chuẩn chắc đen. Cái đế bên dưới mọi người nhìn nó mộc như này, nó mộc. Đây là thợ cào đây này. Nó nhiều gỗ cào cho nó bằng, anh em nhìn nó mộc mạc chưa? Mộc tinh mọi người nhá, mà nó đen xì như này, không có một tí đỏ nào thì chắc chắn bên trên này nó sẽ như thế này luôn, đen xì luôn. Một tác phẩm trâu. Cái này rất là nhiều phôi mọi người nhá. Anh em kiểm định giúp em. Đã bụi, sửa sơn nó làm xong rồi để nó bứt vào bụi. Tác phẩm trâu làm bao tiền, gỗ rất là to. Gỗ này chắc chắn là sẽ không bao giờ có giá dưới tầm khoảng 900. Anh em để bàn chơi nhá. Đế lên là mọi người xem vào đẹp, đế uy tín luôn. Chiều dài là 37 nha mọi người nhá. Cái chiều dài gỗ là 37 nhá. Cao này. Cao 15. Dài 37 cao 15, độ dày nó rất là dày. Dày 25 phân cơ. Dày cũng có 25 phân của mình nguyên khối. Chắc chắc thì anh em cứ yên tâm là múc luôn. Có những cái phần sụn đỏ này. Đây này, sụn đỏ tự nhiên này. Một chút thôi. Còn đâu đen kịt. Đây, đỏ nó rất đẹp nhá. Đỏ rất đẹp. Đây phần ức này đỏ tí này. Còn đâu nó đen xịt kịt kịt, đen đúng như cái nòng cái đế của nó luôn. Chia sẻ mọi người tác phẩm trâu này em mình thì để cho mọi người cái giá, anh em nhanh tay bế luôn nhá. 1680 không có quả thứ hai với giá này đâu. Anh em nhanh tay mà bế luôn đi. Bán cho mọi người đủ gỗ đủ công. Hàng đặc tinh 100% nhá. Không có chắp ghép dặm vá gì cả, hàng sắc chắc của em thì mọi người cứ yên tâm vào bụng. 1680 không xin nhá. Anh em nào chưa có trâu để bàn thì nhớ đến quả này mà múc ngay đi. Chưa có trâu để bàn thì nhớ tìm quả này mà múc luôn. Thoa lắm. Vừa rồi là trâu ô chắc. Bây giờ lên cho mọi người một quả trâu lưu hương. Châu Du Hương, châu làm nhá. Lưu sụn hương. Cái này bám rác tự nhiên này này. Bám rác tự nhiên. Bám rác tự nhiên mọi người. Em để cho mọi người cái giá sản xuất. Đây nó có một chút rác ở sừng này. Sừng này rác, sừng rác ở cái chân này. Một còn một chút để nguyên gỗ. Những cái hàng lưu sụn hương. Còn lại anh em để bàn là rất là to luôn đấy, cực kỳ to luôn. Để cái đầu bàn rất là đẹp. Dài 50 này. Dài 50 mọi người nhá. Sâu 23 này. Và cao 20. Dài 50, sâu 23 và cao 20 mọi người nhá. Chất vân chất gỗ thì anh em cứ thêm mà múc rồi. Không phải là đo nhá. Em đảm bảo mọi người luôn là xuất sắc. Dùng một từ là xuất sắc. Đây hàng lưu sụn hương mà. Anh em còn đợi chờ cái gì nữa mà không múc quả trâu này.
anh em còn đợi chờ cái gì nữa. Cái phần vân ở sừng này là tự nhiên 100% nhé, em còn chỉ sửa đó nhá. Sản phẩm là sừng liền các cụ nhá, liền nhá. Đây, anh em nhìn này, làm gân guốc xương sẩu các kiểu là hiểu luôn, xuất sắc nha. Hàng không có vẽ vân đâu nhá, hàng ngày thì bao cho mọi người là không vẽ vân, nói luôn với các bác là hàng bao không vẽ vân nhá, hàng bao không vẽ vân. Châu để bàn này là rất là tuyệt vời này, và làm cái này nó rất là khó cho mọi người nhá, làm nó rất là khó luôn, nó mất nhiều công á, làm khóe chân thì nó mất nhiều công rồi. Gỗ này cũng gỗ to như thế này, xong là cắt đi này, và còn hàng ngu sủ nữa, dài 50 nghe quả mông vân kinh nhỉ. Em để cho mọi người là anh em nhanh tay nhá, 1650 mọi người nhá, 1650 anh em tính của em tiền gỗ tiền công. Củ gỗ này chắc chắn không dưới 900.000 tiền gỗ, và lại còn lu sụ như này, công cán sơn xi các kiểu là điều công thợ xuất sắc luôn mọi người nhá, tuyệt vời luôn này. 1650 trâu nhỏ lắm. Có một cái siêu phẩm gì nặng u sụ dương này rất là to, nước mà ba người mới bê được, chứ còn sự hai người không bê lộ. Thì em sẽ nhờ vợ em xem, em tin cho mọi người một cái sản phẩm nhỏ. À đây, hàng VIP cho anh em này, VIP cho anh em nha. Anh em còn đợi chờ gì nữa, anh em nào mà yêu gỗ đẹp, yêu những cái sản phẩm của Việt Nam mình và yêu những cái đẹp thì anh em đừng có mà phải năn tăn, và đừng có phải suy nghĩ, và hãy múc luôn cho em một tác phẩm song heo dành cho bác làm nhà có hai người tuổi heo. Trên một nền tảng là một cục phôi đẹp, đẹp dã man, đẹp lắm mọi người ạ. Ôi ôi, nhìn đẹp lắm. Anh em ơi, anh em nghe em đi. Nếu như anh em nào thích chơi gỗ hương, hoặc nhà các bác mà có hai người tuổi heo, hai vợ chồng tuổi heo, hoặc hai đứa con tuổi heo, hoặc hai người tuổi heo, thì anh em nghe em bê cái tác phẩm để về mà chơi. Không làm mọi người hối tiếc đâu, nó đẹp lắm luôn. Cái này nó là được chế tác hoàn toàn liền nguyên khối 100% trên nền tảng của một cái gốc hương ta Gia Lai của mình, nó đẹp đến nao lòng luôn. Vân nó đẹp đến nao lòng luôn. Và chia sẻ mọi người, khi em mua củ gỗ này và khi em thợ đục nhà em làm ra, em cứ tưởng là gỗ cẩm. Nó đẹp, nó còn đẹp hơn cả gỗ cẩm. Gỗ cẩm với gỗ nó tối màu, nhưng gỗ này nó sáng và nó hồng. Đẹp hơn cả gỗ cẩm, em cứ tưởng gỗ cẩm. Nhiều khi mang cái sừng sơn chỗ thợ sơn đấy, chỗ Thanh Hóa, sợ thợ sơn Thanh Hóa họ sơn đấy, thì nhiều anh em cứ bảo ô đây gỗ cẩm à, không phải gỗ hương đâu, nhưng thực ra nó là gỗ hương. Nhưng mà em vẫn nói mọi người, gỗ hương ấy mà nó đẹp thì nó giá gỗ cẩm không bằng đâu. Gỗ hương mà đẹp thì gỗ cẩm, xin thưa mọi người, không bao giờ bằng gỗ hương được. Nên là anh em nào mà yêu cái đẹp và yêu cục vân VIP thì đến chơi bước này mọi người nhá. Em bị sụt xịt bệnh nghề nghiệp đó mọi người, kiểu mình tiếp xúc nhiều với cái bụi mịn và cái xoang của mình nó kém. Vậy thời tiết thay đổi em hay bị xoang. Chiều cao này, chiều cao 50 các cụ nhá, chiều rộng này, chiều rộng là 45 này, độ dày thì nó thiết kế mọi người củ gỗ nó dày hơn tổ, củ tổ luôn, dày 41. Anh em ạ, nó đẹp, 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 tuyệt vời luôn. Mà giá lại rẻ đấy. Ôi giời, bữa nay anh em còn đợi chờ cái gì nữa? Anh em còn đợi chờ cái gì nữa anh em? Ôi giời, ôi anh em đợi cái gì? Này, không khác gì lưu giọt nước cả. Em đã thấy mọi người là không khác gì vân lưu giọt nước. Quả này mà bảo lưu giọt nước nhiều ông cũng chết đoàn luôn.
màu gỗ nó sáng chưa? Vân nó xuất sắc, màu gỗ nó cực kỳ sáng, màu đẹp. Cái nó bị xước một chút, mấy cái gì cỏ mẹ mà nó xước một chút nha mọi người này. Mấy anh em nhìn này, em quay đằng sau cho các tình yêu thẩm cái gỗ hương hương Việt của mình nhá. Nguyên một cái gốc mà. Thực ra cái gốc này là gốc ôm đá, nhưng mà đá đã rụng hết rồi. Rụng hết đá này, thật sự mọi người nó rụng hết đá này. Mình chả giữ này làm cái gì này. Bán rẻ cho mọi người chơi. Cục phôi này là chết toàn chết đòn nhìn phôi đấy mọi người ạ. Anh em nó đẹp từ gốc đẹp lên cơ mà. Nhìn thực tế nó mới phê chứ các bác. Bao tiền nhìn thực tế nó phê lắm, phê lắm, phê lắm. Năm nay làm heo ít rồi, không làm nhiều như mọi năm. Mọi năm làm một cách kinh khủng thôi. Năm nay làm cầm chừng thôi. Không thuê được, không thuê kiểu không chơi kiểu gọi là bao thợ đó mọi người. Thì kiểu bao thợ mang thợ về nhà cho làm đi. Chết đoàn luôn. Ngoái làm heo gần như là không có công đâu, bởi vì là còn nãi còn hòa chung quy lại là không có công. Mấy em chỉ làm thừa cho mọi người những quả kinh này. Ok nha, anh em còn chần chờ gì nữa thì xin mời anh em book luôn cho kịp nha. Giá cho các cụ luôn này này. Cục gỗ này xin thưa với các cụ là cục gỗ này cả một cái gốc to, xong nó cắt cào cấu các kiểu là điều. Khoanh trước, khoanh sau, khoanh bên cạnh, khoanh đít, khoanh đầu. Mất nhiều công và vất đi rất là nhiều gỗ thì nó mới ra được cái quả mà khủng khiếp này. Đây là nguyên một cái củ gốc, nó là một củ gốc rất khù khòm khù khùy thì nó mới ra được cái chất vân này. Giao lưu các tình yêu này 32790 ship, mọi người nhanh tay mà bế về 32790 ship mọi người nhá. Anh em tay book cho em đi, book cho em cho lòng quả này thì kinh nghiệm. Nếu anh em còn lăn tăn nữa thì khó lắm. Ôi trời ơi, mày nên cho mọi người toàn siêu phẩm vân kinh điển lặng lắm các bác nha, nhẹ luôn nha. Anh em mà bỏ nhẹ thì cứ nhận hàng bên thì biết là con nhẹ không, nặng như đá luôn. À, lên cho mọi người một tác phẩm đầu độc long nhá. Chắc miền khối 100%. À có chắc cái sừng quên thì bỏ điểm 100%. Quả nhiều phôi lắm các mũi nha. Nhưng mà đục thì rất là đẹp luôn nè. Đục rất là phiêu. Biết mọi người nhìn thấy rõ không? Chắc đỏ đen nhé. Hai cái dâu là rời đây các mũi nha. Hai cái dâu là rời nha. Có tất cả miền khối nha. Xin phép anh em là những hàng này mà gửi cho mọi người, chẳng may cái dâu mà nó có lứt ra thì anh em xử lý lại hộ em nhé. Mà đục nó kinh quá mọi người, kinh móc quá. Đây là những cục gỗ chắc liền, sau đó đục tạo phẩm rồng cho anh em để bàn. Cái rộng là cái chiều rộng là 40, cao không tính kỷ nha, chiều cao không tính kỷ, cao không tính kỷ là 29 và độ dày gỗ thì rất là dày luôn, dày là 23 phân đi, dày 23 phân. Niền hết, có chắc duy nhất hai cái sừng nữa, hai cái râu nữa này. Đó, hai cái râu này, mẹ làm độc hai cái râu nó mất bao nhiêu công rồi mọi người. Chắc đỏ đen hàng nguyên bản, không có màu mè vào gỗ nhá. Hàng nguyên bản không màu mè vào gỗ. Anh em kiểm nghiệm vào. Dòng nó đang phun lửa. Niền hết đấy, chắc mỗi hai cái râu thôi. Chưa, mọi người nhìn cái chất chắc Việt của mình nó phê là đèn sau rồi, nhìn đỏ đen xen lẫn với nhau đấy, liền hết đây mọi người nhá. Đấy, đỏ đen nó xen lẫn với nhau rất tuyệt vời các bác nhá, nó rất phê luôn. Còn thứ nhất nhá, để cho các tình yêu này giá đủ gỗ đủ công nhá, 2.1 các bác nhá, 2.1 mọi người nhá. Anh em có thể ngâm cứu nhá. Cục gỗ này cũng ối rồi ôi, gần chắc cũng phải tầm khoảng 800.000 rồi, 700-800 rồi, lại còn lên cả kỷ, sau lại công đục nữa, công thợ công đục sơn si công của em. Anh em là tuổi rồng để bàn để chơi nhá. Anh em nhìn này,
Đấy. Phê chưa? 2 đồng 1 mọi người nhé. Đẹp đấy. Xong được một lô ngày hôm nay mới xong hai được con này, con thứ hai, còn mấy kia thảo đang đi vào hoàn thiện. Đến cho anh em một là tác phẩm mà. Một bức em sẽ lên cho mọi người một cái bức bức đạt ma là rất là to, nhưng mà chắc là phải từ từ đã. Trước khi lên bức đạt ma thì lên giới thiệu và chia sẻ anh em một tác phẩm Di Lặc Cố Trạch hàng VIP cho anh em chơi. Anh em thẩm mộ em cái quả đế gỗ chắc ta, anh em thẩm của em quả đế uy tín luôn các tình yêu nhé. Hai này mới vào lót đấy nhá anh em nhá, chưa vào si xèo gì đâu nhá, chưa vào si các tình yêu nhá. Này sẽ vào si cho mọi người thì nó sẽ lên cái độ bóng rất là đẹp, còn đây mới vào lót thôi, lót phát nó đen xì luôn. Cái hàng này em đã đăng, nếu mà anh em theo dõi trên Zalo em thì anh em có thể đăng cái ảnh đúc mộc của sản phẩm cho mọi người ấy. Đăng ảnh đúc mộc cho mọi người ngắm ấy. Anh em nếu theo dõi Zalo của em, đều có những cái bức chắc VIP như này, đẹp như này đều đăng ảnh đúc mộc hết. Đèn xì. Đế đã gỗ như thế thì chắc chắn là đen rồi. Không có một chút đỏ đen xì, nhưng mà hàng này là hàng sưu tầm thôi để bán nhá. Cái này dài 30 này, độ dày gỗ rất là dày nhá, dày 27 phân, dài 30 và dày 27 phân đục thì cực kỳ đẹp rồi anh em, không được anh em đừng đắn đo về vấn đề thợ đục. Chắc này thì chắc chắn là phải cho cao 15, 30 27 cao 15, chắc này thì chắc chắn là phải cho thợ đục đẹp đục. Một cụ Di Lặc nằm xoài, hàng người gọi là nằm xoài, rất là phiêu và tuyệt vời. Chất thì nó là chất số 1 nhá, chất chắc này là người ta gọi là chất number 1, có nghĩa là chất số 1. Những cái bức chắc này nếu mà anh em nào mà đi vào tiếng kết hoặc là anh em mà thích ấy, thì gặp nếu mà gặp nó lời người ta bán thì cũng giá cũng gọi là thuộc dạng úi rồi ôi, giá cũng kinh điển phết đấy anh em ạ, chứ không rẻ đâu. Các bác thấy cụ nó cụ có sướng không? Cụ sướng nhỉ? Đây còn cóc bu chân cụ này. Cụ quá sướng cuộc đời. Cứ làm ngựa này thôi, cười vui. Anh em mình quá khổ. Tỷ thứ phải no cuộc sống. Đấy mà vui là phút nào là vui, chơi là phút nào thì cứ chơi được các bác ạ. Chơi được cái gì thì cứ chơi, vui được cái gì thì cứ vui đi. Nhìn thấy cụ các con các cháu đều ghen tị hết cuộc đời. Thế mọi người nhìn nào, cụ gần như làm ngửa luôn, phê luôn, kệ chúng mày muốn làm gì nào, tao cứ làm tao cười. Tay ôm cái bị, một tay chống một thỏi vàng, một cọc ba một chân, tất cả đều liền là hết. Chất này thì vào si thì xin mời anh em cứ gọi nối rồi nhá. Còn đây là mới vào lót thôi nhá. Em hàng chắc là em cứ vào lót. Những cái bức chắc kỹ này thì cứ vào lót lên, xong nó quay cho mọi người. Đấy, xong anh em kết thì em sẽ vào si cho mọi người. Bức này vào si. Vào si nó mất nhiều tiền lắm đấy. Anh em nhìn này, gỗ thì nó quá chất lượng, những cục phôi mà nó hiếm rồi. Bức này lại cho anh em ở nhanh tay nhá, giá cực mềm và cực tuyệt vời luôn. 29 mọi người nhé, 29 nhé, không ship đâu. Cục chắc này mọi chia sẻ mọi người nó cũng phải tầm khoảng 1,4 triệu, 1,4 triệu tiền gỗ, tiền công đục. Đục này thì không, các bác đừng bảo nó công rẻ nhé, không rẻ đâu ạ. Cục gỗ mà trông không ra gì mà để cho thợ nó đục được ra một cái bức tượng như này là không phải dễ đâu, không phải thợ lão làm vào đâu, và công vỡ rất là cao ấy.
Bước này anh em để bàn trà thì thôi, hết nước chấm luôn. Quan trọng là cái chất anh em ạ. Chất nó là cái chất thôi, chứ còn những cái thứ khác nó chẳng quan trọng đâu. Chất cho nó không phải đục đẹp nữa. Em mình xin nên và giới thiệu đến mọi người một cái tác phẩm mà một cái tác phẩm di cộng, di cộng mọi người nhé, một bức di cộng rất tuyệt vời. Đây là hàng cẩm lông chuột, tính chính các mọi người, đây là hàng cẩm lông chuột và chỉ có một bức thôi, hết dê rồi nhá. Đợi mọi người tầm khoảng cuối tuần là sang đầu tuần thì mọi người có dê tiếp. Còn hôm qua thì xong được hai con, bán một con này, này bán nốt con này, cao 39 rộng 23 và chiều dày là 15 phân nha. Gỗ đặc, gỗ đặc mọi người nha, cam kết là gỗ đặc, không có bọng thủng, không có bị tâm, hàng cẩm lông chuột nha. Giá lúc nào cũng rất là mềm cho các cụ chơi, anh em có thể thẩm cái chất cẩm của em, hàng này em bao không lỗi vết cho mọi người để mọi người yên tâm, bao không lỗi vết cho các bác để các bác chơi nó yên tâm nhá. Hàng cẩm lông chuột để mọi người nhìn này, đặc hết đây này, anh em nhìn vân chưa, đặc hết nhá. Đây là cái trong này nó không có bị thủng đâu nha, sạch sẽ. Hàng này đều là hàng chọn gỗ hết, không tham làm và tiếc gỗ, làm những cái cục gỗ xấu, bọng thủng không làm. Còn các bác có thể mua rẻ hơn cũng có, trên thị trường cũng có, nhưng mà chắc chắn nó là những cục gỗ mình không thể nào tin tưởng 100% được. Đấy, nói thật là như thế. Còn hàng bây giờ thì đều phải đảm bảo như này hết, nó lông chuột, lông chuột như này hết. Và đục cũng rất là xuất sắc luôn. Giá thì bình dân thôi, bình dân cho anh em ai chơi được để bán nha. Mọi người cứ tính của em cục cẩm mà nó như thế này thì mọi người biết là bao tiền. Sau này là còn những cục cẩm đặc nữa, công thì công người thợ mọi người rất là rau dưa luôn. Kể cả công của em Minh cũng rất là rau dưa cho mọi người. Nông chuột 379 mọi người nha, 379 cho anh em nhanh tay. Hàng đẹp đây anh em ạ, về kê ở những cái ô cầu thang hoặc là sưu tầm bộ 12 con giáp, hay là bộ 12 con giáp thì là vừa. Là vừa mọi người ạ. Rồi để lên cho mọi người bức to xem. Ôi, cái bức đẹp mà to quá, bây giờ mình em thì chịu chết rồi. Bây giờ em chút. Em sẽ còn lên cho mọi người một bức đẹp mà to và một bức di nạc to nữa cho anh em sưu tầm. Còn bức di nạc cùng đá sụn u sụn hương này thì xin phép mọi người để ngày mai qua một ngày đi, mai thì chắc có thể sẽ được đấy nhé. Bức này nặng quá, 30 bê còn nặng, đợi em chút nhá, đợi em một chút, một phút. Anh em ở ngoài phòng đến nhà em biết rồi đấy, đóng hai vợ chồng đóng hàng hết, không có thuê mướn ai đâu, bởi vì bây giờ mình bán cái giá như này thuê mướn hết công luôn mọi người. Để cho mọi người một cái đặt mà to, bước này của phôi gỗ là 1.4 đây, 1.4 cắt đi. Quả này thì anh em nào thích hàng đặc, hàng vip thì chơi nhá, khủng khiếp luôn đấy. Bây giờ kiếm những gốc hương như này thì mọi người xin thương mọi người yêu này. Máy xa đây, kỹ thuật thì có rồi, khủng khiếp luôn, là bê một phát đi nhé. Một, hai, ba, cá này nha, cá này, từ từ, à, ui, trời ơi nặng quá, bộ đặc chỉ nhá. Chia sẻ với anh em là cục gỗ hỏi đặc xịt, em xin phép không lật đế bởi vì nó rất là lạ, không lật đế, nhưng mà đây là cục gỗ đặc xịt luôn. Em nhớ là đặc rồi, không thôi tí sẽ lật đế thôi, không phải chắc là đặc đấy mọi người, vì lắng lắm, gần tạ tư gỗ cơ mà, nguyên cục hương, anh em sưu tầm thôi, lưu giữ lại những cục hương như thế này, vân này,
má nó đẹp to lắm, bưởi to lắm đấy các bạn, không ít gỗ đâu. Tả rưỡi gỗ bây giờ nó bao tiền? 5 triệu, 5 triệu tiền gỗ. Anh em nhìn nguyên gốc, cái gốc này gốc hương rồi, đây sẽ quay trước. Anh em nhìn gỗ ngang dưới đục muốn nghe nhé, có đục thêm con nghe cho các tình yêu ấy. Đây anh em còn nếu mà còn đang lăn tăn và chần chừ và đang kiếm tìm một cái sản phẩm theo đúng cái yêu cầu là to, nặng, lắc, khủng và vẫn đẹp, giá lại hợp lý nữa, thì mời các tình yêu múc pho này về cho em. Múc luôn mọi người nhé, múc luôn. Múc luôn đi. Anh em mình cái gốc này khủng chưa? Toàn hàng gốc gương hết. Đây còn cắt gỗ đi này, nó nè xòe quá, chả đẹp gì, cắt gọn đi cho nó gọn. Vì cái bức này nếu mà để nè xòe quá thì nó quá tốn diện tích, bởi bản thân nó cũng đã rất là to rồi. Đây nhà mình gỗ hương của mình mà, anh em nào những tín đồ gỗ hương thì múc đi. Đây một con nghe đang đùa dưới chân cụ nhé. Anh em nào là tín đồ gỗ hương thì múc phải đi anh em ạ. Múc đi cho em, vân xuất sắc lắm, dày lắm, gỗ dày lắm mọi người ạ, dày lắm, gỗ dày lắm, đẹp lắm, hàng hương ta mà, hương ta Gia Lai. Đây. Anh em còn lăn tăn cái gì, bức như này, gỗ đặc, chân này, mọi người gỗ cắt đi này, thừa cả đống, đây. Thừa cả đống cắt đi này, nhiều lắm, ok chưa các bác, yêu chưa, yêu thì múc đi. Yêu thì múc cho em đi này, đấy. Tuyệt vời luôn. Nặng lắm. Nặng lắm các cụ ạ. To lắm mà, nó không nhỏ đâu. Hàng này không hàng nhỏ mà. To lắm. Không hàng nhỏ đâu. Dày mình, hàng hàng dày mình. Cao 1m04. Cao 1m04 nghe kích thước có vẻ bình thường ấy, nhưng mà nó không có độ dày và độ sâu. Độ ngang cũng đậm, ngang 50, dày thì cũng gỗ dày lắm, cắt đi rồi mà nó vẫn còn dày đến rơi vào tầm khoảng 30, chắc phải rơi tầm 35 phân, dày 35 phân, vân mình xuất sắc rồi anh em ạ. Múc đi, giá gì, những hàng này thi thoảng mới gặp lại anh em, từ đầu năm đến hôm nay mới thấy có một cái bức đạt ma hương mà có thể nói là kinh điển, được gọi là thuộc dạng kinh điển mà đẹp xuất sắc này, từ đầu năm giờ mới có mọi người. Đây này, em nhìn cái phần này hàng gốc thế này, có đẹp có những cái da như này, đây là hàng ống đá đấy chứ, đá vụn thôi chứ nó không phải là cái dạng đá to đâu. Nếu mà để lại nhiều nơi thì người ta va víu vào cho mình kệ. Đây là ôm những cái viên sỏi, cái dạng kiểu dạng sỏi ấy. Bữa này em mình giao lưu mọi người giá hợp lý thôi nhá. Giao lưu nào cho anh em vào lên tay vào múc này, giá cho các tình yêu 7,5 đồng không ship mọi người nha, không có cái thứ hai to mà giá này được. Để sang cái đế thì nào. Nhớ em nhớ là cục phô nó đặc, không biết là nó có đặc, nhớ có nhầm không thì không biết. Em nhìn nhé, em nhìn vào anh. Đặc không? Đặc mà, em nhớ là nó là cục phôi đặc mà, nó quý là quý ở cái cục phôi nó đặc, mình cắt đi mà. Vì em nhớ là cái cục phôi này mua là gần như là đặc, mình cắt nó đũa một chút mình cắt đi thôi. Cái đây là cắt đi để lấy cái phần đặc ấy. Bây giờ lại phải bê xuống. Để được bê xuống con bê phôi gì đặc con quay. Nặng. Bê cái phôi gì đặc hậu am to bánh kỷ niệm mọi người. Thôi phần đấy nặng vần đâu đấy. Để em quay cho mọi người. Đây. Thôi em quay qua mọi người nha. Anh em nào thích thì mai cái bản alo em chụp cho. Bức kính nó to. Đây. Quay cái bức kính. Gỗ lục đẹp. Chun.
chun ngọc am, chun sụn ngọc am, gỗ lạc cháy chạy chạy mọi người khủng chưa. Anh em mua bút này thị trường em đảm bảo các tình yêu nhá, không bao giờ có giá dưới tầm khoảng 7 triệu. Máy anh em nhìn nó đục đẹp thế kia cơ mà, nhìn nó thấy cụ đi nặng rồi, vuông vắn dày dặn mập mạp, không bị bọng khủng khuyết, đục trẻ con đều là to hết. Để bên cho mọi người ngắm cho nó chuẩn. Đây là được, chịu quá đi, chịu quá đi, cố lên. Nhìn thì muốn như mọi người các bác ạ, khó lắm. Nào bên để ngay chân nhá, có lại bạn, bác bạn tay bạn, bác bạn để vững. Làm hàng có bạn thích, nhưng mà đến lúc bê hoặc đóng hàng gửi cho mọi người thì chẳng ngại, nhà không có thuê nữa, có hai vợ chồng nè, rất là anh em nghe được vậy, có nhiều cục đá luôn, anh em ủng hộ em nhưng mà cả em cũng thân em lắm, một thân lắm mọi người. Người ta bán nó giá nó cao lắm nên em mình bán giá cũng không được lãi rồi. Thế nên cố lên, cố cho đi chơi, bê lên, bê lên, bê lên, bê lên. À, đây là cái bàn xoay này. Nào mình đi lên bán tay cả nhá, lấy bán tay cả nghe bán mặt gì. Đi, đi, đi. Đó, khủng khiếp luôn. Đã chuột bọ nhiều lắm mọi người, ai thích chuột thì đến đây. Anh em thử ngắm quả này đi. Thấy chưa? Xin thưa với các cụ là nếu mà trên thị trường một bức này là đồ bán rẻ nhất, cũng phải để cho anh em với cái giá là tầm khoảng 7,5 triệu. Em đảm bảo mọi người luôn, không bao giờ dưới giá 7,5 triệu. Nhưng mà anh em nào hôm nay mua được bức này thì sẽ rẻ được hơn thị trường tầm khoảng đến 1,5 triệu đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái bức này em bán cho mọi người cái giá này bởi vì đây là một cái bức hàng đặt. Mọi người thấy đấy, bình thường em không bao giờ làm mẫu như này, không muốn làm mẫu này bởi vì làm cái mẫu này nó sẽ cực kỳ tốn nhiều gỗ. Anh em nhìn từng phần tay chân đều là móc kênh, những đứa trẻ con này kênh mà đều là lục lạc như này là anh em mình dùng là nó sẽ tốn cực kỳ nhiều phôi và đục này cũng khá là lâu công đấy. Lục lạc, lục lạc chưa, đây là làm theo một cái đơn đặt hàng của một anh khách chính xác là anh ấy ở trong tóm lại trong khoảng trong Lam đấy. Đấy, làm theo đơn đặt hàng của anh yêu cầu là một cái forgi nọc lục lạc và đứa những đứa trẻ con là đúng 3 trẻ thôi, nhưng mà phải to ra, to trẻ con này không được nhỏ. Và anh ấy, và anh để ở cái đầu bàn, ngày anh có cái bộ bàn to anh để đầu bàn nó thơm cả cái phòng của anh ấy. Và anh yêu cầu là tìm một cái cục gốc mà nó phải có lũa và phải để lại cho anh cái phần lũa để anh ấy nhìn thấy là đây là cục lũa, tránh trường hợp là bổ hết ra rồi thì anh về không biết là lũa hay hàng gì. Và yêu cầu là gỗ phải có già, phải có chun, đây nó có rất là nhiều chun lâu lắm thì cũng phôi, may mà có phôi đáp ứng đúng nhu cầu luôn. Mà là anh ấy cọc cho em là 1,2 triệu. Bức này chiều rộng của bức này là 85 mọi người nhá, chiều rộng 85 vì cái bàn nhà anh ấy là bàn 90, chiều rộng là 85, chiều dày đóng rất là dày, chiều dày là 42, chiều cao hình như là 45-46 rồi đấy, cao là 48, cao 48, hàng liền nguyên khối 100%, gỗ thì siêu đẹp siêu chất, mọi người nha, siêu đẹp siêu chất và hàng thì nhìn ta thấy thích rồi, nhìn ta thấy phê rồi, anh em nhìn cái diện mặt đục khoan gì chưa, nhìn ta thấy phê rồi, nhìn ta thấy phê rồi, đây, anh yêu cầu để lại một chút cái gốc lũa đây, chỗ này là có lũa đây. Nũa chỗ này này, nũa chỗ này này, đấy. Còn đằng sau chỗ này em cắt khoanh thành mây là cắt đặc hết. Đấy mọi người có nhìn thấy cái chun không? Hàng gốc chun nữa, anh em nhìn thấy chun chưa? Rất là nhiều chun nha. Và bước này thì anh em chơi bước này thì thôi nó thơm ngất ngất luôn. Và giá duy nhất cho anh em là ngày hôm nay anh tay
Và bức này sẽ rẻ hơn thị trường. Thực ra bức này trên thị trường mà em vẫn đang bán bức này rơi vào tầm khoảng 7 triệu rưỡi. Trên thị trường bán thì cũng phải tầm khoảng 7 triệu rưỡi đổ lên. Thì hôm nay để cho anh em này. Em bán cho khách là 8 triệu 2 đấy. 6 đồng 8. 6 đồng 8 không ship anh em nhá. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Đấy, nói riêng cho mọi người ta chất lượng và sản phẩm nữa nhé. Bạn nào yêu thích cái món gì thì liên hệ bên em mình để chốt đơn mọi người nhé. 6 đồng 8 anh em nhìn khủng khiếp chưa? Thế thì ở đâu nào cũng đâu. Có khi mọi người đi thuê đục bây giờ người ta lấy mọi người rẻ rúm cũng phải tầm 6 triệu tiền công đục. Mới to là đẹp như này. Nghe bán cho mọi người ra đó. Nó được 1 triệu 2 tiền cọc rồi. Ok, mọi người xem còn clip thứ hai nhớ dành em mình xin nút like mọi người nhá. Ai chưa đăng ký kênh nhớ nút đăng ký kênh của em mọi người ạ. Yêu thích món gì đã liên hệ bên em chút đơn các bác nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Cả chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thành công. Để có được thật nhiều đam mê, thật nhiều cảm xúc và có được thật nhiều tiền để thành công mọi người nhá. Ôi em xin chào em này ạ. Chúc các bác một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an mọi người nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thank you mọi người nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Yêu thích món gì hãy liên hệ bên em chút đơn các bác nhá. Ngày mai thì sẽ quay cho mọi người cái pho u sụn hương hàng hôm đá này. Con này có 3 người bê chứ thật sự là một mình em thì chịu chết thì không thể bê được. Chịu chết thôi. Có chiếc xe còn 2 pho to lắm. Ngày mai sẽ quay mọi người mới pho to. Ok. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai.